À, xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 014. Bài này nằm trong khóa học 8, 9, 10 phần bài tập đồ thị điện phân. À, theo thầy thì bài toán này được xếp vào bài toán lương cao. Bài toán đòi hỏi các em phải rèn luyện kỹ năng rất là nhiều thì các em mới thực hiện được trong thời gian ngắn nhất được. Thông qua cái video này thầy minh họa để các em có thể học hỏi những phần nội dung để các em có thể thực hiện được nhanh nhất. Cụ thể, bài toán này như sau. Việc đầu tiên các em phải xác định được đồ thị của thầy ứng với từng đoạn này thì sẽ có những phương trình nào xảy ra. Đó. Thế thì các em chú ý hộ thầy đoạn từ 0 đến m thời gian là t giây. Đoạn từ 0 đến n thời gian là 2,5 t giây và đoạn từ 0 đến p là 3 t giây. Vậy những cái giá trị t, 2,5 t và 3 t này là để cho các em biết tỷ lệ về số e cho nhận ở từng giai đoạn một. Đó. Vì thế lợi dụng phần này để các em lập được phương trình. Cụ thể thầy có đoạn thứ nhất là đoạn từ 0 đến m là dành cho phương trình số 1. Từ m đến n là dành cho phương trình số 2. Thầy chứng minh được là có phương trình 2 này là bởi vì đoạn này của thầy khí các em thấy độ dốc của nó giảm hẳn so với đoạn số 1. Vì thế số mol khí của thầy cũng giảm hẳn. Do đó là bắt buộc là phải lấy phương trình 2. Phương trình dưới lại bị loại. Đó. Đoạn từ n đến p là đoạn dành cho phương trình điện phân nước. Thế thì thực hiện bài toán này thì các em thực hiện như sau. Đầu tiên ở giai đoạn 1 thầy gọi từ 0 đến t ứng với NE là A đi. Thì suy ra thầy có rằng là clo thoát ra của thầy là 0,5A. Các em lấy A chia cho 2. Đó. Tương tự như vậy CuSO4 cũng là 0,5A phản ứng. Tiếp tục. Đoạn từ M đến N là dành cho phản ứng số 2. Ở phản ứng số 2 này NE của thầy bằng 1,5A. Vì sao lại như vậy? Bởi vì thời gian điện phân cho nó là từ T cho đến 2,5T. Tức là bằng các em lấy 2,5 trừ đi 1 bằng 1,5T. Đó. 1,5T này sẽ gấp 1,5 lần từ 0 đến 1, tức là gấp 1,5 lần số mol E nhận ở cái sơ đồ 1 này. Vậy là bằng 1,5A. Kết quả là thầy sẽ có là 1,5A này thì thầy chia cho 2 thì ra CuS4 là 0,75A. Chia cho 4 bởi vì oxy là nhận 4E. Kết quả là bằng 0,75A. Đó. Tiếp tục đến đoạn thứ 3 từ N đến P là dành cho phản ứng số 3 điện phân nước và các em lấy 3T trừ 2,5T bằng 0,5T thì tương ứng với nó sẽ là 0,5A mol số mol E. Số mol E trao đổi là 0,5A. Kết quả thầy chia cho 2 thì ra hydro là 0,25A. Chia cho oxy thì ra 0,125A mol. Tổng số mol khí bay lên là 0,25 mol này sẽ bằng tổng số mol khí ở cả 3 phương trình cộng vào. Các em cộng cả vào thì các em giải được phương trình và tìm ra A bằng 0,2. A bằng 0,2 thì suy ra CuSO4 của thầy lấy tổng ở hai phản ứng này bằng 1,25A và bằng 0,25 mol. KCl lấy ở phản ứng số 1. Các em có thể dùng bảo toàn clo cũng được. Clo của thầy là bằng 0,5A nhân 2 là bằng A và bằng 0,2 mol. Như vậy tìm được giá trị của hai muối, các em cộng khối lượng hai muối này vào thì tìm được giá trị M ban đầu bằng 54,9 gram. Và đáp án thầy chọn là đáp án D.